Quạt điều hòa Rapido Everest 6000D là phiên bản sản phẩm được bổ sung các tính năng hiện đại như hiển thị chất lượng không khí, hệ thống lọc không khí Ionizer và động cơ SD Plus siêu êm. Đây là sản phẩm 3 trong 1, vừa lọc không khí vừa có chức năng điều hòa và là chiếc quạt thông thường thích hợp với nhiều môi trường khác nhau. Quạt điều hòa Rapido Everest có khả năng tự động cảm biến và hiển thị chất lượng không khí trong phòng thông qua đèn báo. Từ đó, người dùng có thể đưa ra các giải pháp để cải thiện không khí, dễ dàng điều khiển với nút chạm cảm ứng trên thân máy hoặc điều khiển từ xa. Động cơ SD Plus kết hợp cùng với thiết kế cánh quạt độc đáo giúp sản phẩm hoạt động êm ái. Chính vì vậy, dù công suất chỉ 80W, nhưng quạt cho ra lượng gió tới 6.000 mét khối trên 1 giờ, tương đương với quạt công suất 160W trên thị trường. Điều này không chỉ tạo ra luồng gió mạnh mà còn giúp tiết kiệm đến 50% điện năng, thích hợp cho diện tích phòng từ 15 đến 30 mét vuông. Với thiết kế hiện đại, kiểu dáng sang trọng, cùng với chức năng vượt trội và độ bền cao, sản phẩm sẽ mang lại sự tiện nghi cho các gia đình. Hiện nay, khi mua quạt điều hòa không khí Rapido Everest 6000D, quý khán giả sẽ được tặng thêm 2 hộp đá khô, hỗ trợ tối